là cái nón bảo hiểm gì á các bạn, nhìn rất là dễ thương luôn á. Các bạn thấy ở dưới là có cá rồi nè, đẹp ghê không? Bây giờ mình đi vào mình xem ha. Hai bên đều là núi hết nha. Ở dưới là nước nha, rồi có cá nữa nha. Cái này ban đêm mở đèn lên rất là đẹp luôn á. Bữa nay á, trời rất là đẹp. Mình quay một vòng nha. Đó. Mấy cái liều nhọn nhọn đó là để dắt tối nướng thịt đó các bạn. Xung quanh toàn là núi à, chứ có được 6 cái liều. Cái liều tròn này là dành cho 2 người. Còn những cái liều ngoài sau đó là để cho gia đình đó. Có em bé đồ này kia đi nhiều người á. Rồi có cá nữa nè. Wow. Đẹp ghê. Nhìn thấy cưng ghê không? Giống như y như là cái mũ bảo hiểm vậy á. Ở cái chỗ này rất là thanh tịnh. Dính con chuồn chuồn à, bay đi rồi. Ở chỗ này rất là yên tĩnh. Nó giống như ở dưới quê á. Tối thì cũng có ảnh ương ếch rồi kêu, núi thì nó cũng có con này con kia chim đồ kêu à. Bữa nay hôm nay trời quá trời đẹp luôn. Wow, cái con cá này, con cá này rồi nó chạy rồi. Đây là cái phòng ngủ của mình nha. Bây giờ mình đi một vòng ở đây. À, cái này mình không có kéo màn lại nè. Sáng mình ngủ thức dậy rồi cái màn kéo ra đó, mình nhìn thấy đối diện quá đẹp luôn. Các bạn thấy bầu trời xanh như vậy là các bạn biết nó nắng tới cỡ nào. À, cái liều vuông đẹp chưa, quá đẹp luôn á. Ngồi ở đây uống cà phê. Chiều hôm qua mình đã tới đây nhưng mà hôm qua trời không có được đẹp, mưa. Bởi vì hôm qua mình lưu á, không có được đẹp. Hôm nay lưu nó đẹp coi nè. Bây giờ mình đi ra nữa ha. Đó, mình đi ra thì nó như vậy. Bây giờ mình đi ra mấy cái liều nhỏ nhỏ. Cưng ghê không? Còn cái phía ở đằng kia mà khoảng đất trống trống á, xa xa, đó là liều tự cắm. Là mình đem liều lại mình tự mình cắm. Rồi một đêm mình cho người ta khoảng bao nhiêu tiền vậy đó. Cái này ban đêm đèn rất là đẹp nha các bạn. Mình đi có một chút mà nó mệt ông nội mẹ ơi. Đẹp ha. Nắng quá bởi vậy mình che. Hồi hôm mình nướng thịt ở đây nè. Nè một liều liều như vậy nè. 2 người, 3 người, 4 người. Là tiền khoảng bao nhiêu vậy đó. Người ta sẽ chuẩn bị cho mình. Mình nướng xong rồi cái mình ăn xong rồi mình đi. Đây nó như vậy nha, mình cho các bạn xem nha. Đó, ở chính giữa này là nước, hai bên là đèn. Cái này hồi hôm người ta ăn nè, nó chưa có dọn nè. Ở cái trắng trắng như thế này là các bạn đèn. Mình phải lùng tí mới được. Ở đây là đèn.
ban đêm nó mở đèn lên rất là đẹp luôn á. Bốn chiếc xe, sáu cái liều tròn tròn này nè, như cái nón bảo hiểm này nè, là người ta ở hết rồi. Hồi hôm qua mình lại sớm á, là chỉ có mình ở bên mình. Rồi cái khoảng chừng 8 thì giờ là có người lại. Cái này là sau lưng của nó nè, ban đêm nó mở đèn lên là đẹp á. Bây giờ mình đi vô cái hướng này, hướng này cũng là liều nữa, nhưng mà cái liều này là nó dành cho gia đình á. Mình đi nãy giờ đi dần rồi, xung quanh mình toàn là núi không. Cái này trời lạnh là lạnh lắm nha các bạn, tại vì mình ở mình núi rồi nó bao bọc mình á. Bây giờ mình đi vô cái liều này thử nha, không có người. Mình đi vô cái liều, liều này giống như ở Việt Nam mình thôi, người ta nuôi cá nuôi gì đó ở dưới bè, nó làm bè làm gì đó. Trời ơi, ở đây cá nước cũng đẹp. Ủa cái chỗ này chắc có người ở ta. Nó như vậy nè. Ồ, cá rồi kìa. Đó, mình vô thử nha. Mình không có mở cửa được. À, cái này là để cho gia đình nè, hai phòng ngủ nè, các bạn có thấy không? Đẹp luôn. Giật tối ở đây nó mở đèn ở dưới nè, nó chiếu lên á, xanh vàng đỏ rồi. Ôi phải nói nắng ghê ông nội mẹ ơi. Không mà như vậy lu nó mới đẹp. Còn hôm qua lu đâu có đẹp. À cái phòng này có người. Đó cái liều của mình tròn tròn đó, thấy không? Đó. Quay một vòng nữa. Cái liều ở cá thôi kìa đó. Mà cái liều ở chỗ nó đó, các bạn thấy xa xa không đó, cái đó là cái quầy bán đồ đó, nhưng mà bây giờ ít có người bán rồi, tại bây giờ bệnh dịch đó khắp á, người ta ít có lại lắm. Phải nói đẹp chứ, người ta kêu liều này á là cái liều mà liều sang trọng, tại vì cái này là người ta làm sẵn, mình lại mình chỉ trả tiền, mình muốn giống như là muốn khách sạn vậy thôi. À nó làm nước thật đúng nè, nghe tiếng nước chảy. Đây bây giờ mình đi qua hướng cái liều ở bên đây. Liều bên đây không có người ngủ, tại bây giờ chưa vô mùa hè, ít bữa nữa vô mùa hè rồi ha. Đông lắm mấy cái liều này, sẽ ở đầy luôn nó. Chỗ rửa tay mình phải che dù. Thôi nó nắng chịu không nổi luôn, nắng lắm luôn á, mình rất là sợ đen, tại vì mình trắng mà. Mình thích trắng á, nó xanh, dưới cỏ là xanh, trên trời là mây. Trời ơi, mình đi bộ một chút mà nó mệt nè bạn. Bây giờ mình đi lại cái hướng đằng đây ha.